Ngày 4 tháng 4, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 100 đoàn viên thanh niên học sinh ưu tú của Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt và Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông. Đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên học sinh ưu tú thứ hai được tổ chức từ đầu năm đến nay. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều đã luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp chăm sóc đào tạo thế hệ trẻ, coi đây là nhiệm vụ và mục tiêu trong chiến lược phát triển và phát huy nhân tố con người. Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đối với công tác chăm sóc đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Qua thực tiễn, các hoạt động và phong trào của tuổi trẻ như đoàn thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Đông Triều học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, ngày càng hiệu quả thực chất, tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, tạo ra những hình ảnh đẹp về lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trên quê hương Đông Triều trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt có những tấm gương tiêu biểu là đoàn viên thanh niên học sinh trong các nhà trường với những thành tích nổi bật trong học tập và các phong trào thi đua. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên học sinh ưu tú không chỉ trang bị những kiến thức lý luận chính trị cơ bản cốt lõi nhất về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tài liệu của Trung ương Đoàn và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp biên soạn. Khóa học còn giúp cho đoàn viên thanh niên học sinh ưu tú nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước. Coi đây là công việc tự giác thường xuyên của mỗi tổ chức đoàn, của mỗi đoàn viên thanh niên. Đồng thời, còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và thanh niên trong khai thác sử dụng Internet, mạng xã hội và đào tạo, rèn luyện đội ngũ tuyên truyền ngày càng bản lĩnh, nhạy bén, làm nòng cốt tuyên truyền và đấu tranh, không để các thế lực phản động thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc hoặc kích động gây mất ổn định chính trị xã hội. Ngoài ra, trong đợt bồi dưỡng chính trị lần này, 100 đoàn viên thanh niên học sinh ưu tú của Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt và Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông đã được đi nghiên cứu thực tế tại di tích Đền An Sinh và Thái Miếu thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần ở Đông Triều. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên học sinh ưu tú có thành tích học tập và rèn luyện tốt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn được tổ chức hàng năm là dịp để các em được tiếp cận những kiến thức lý luận cơ bản về Đảng, từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, không ngừng phấn đấu trong học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống để được sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.